Con ấy miêng mà không chạy. Nếu mà nhiều cảnh nó đéo biết nó miêng ở đâu đâu. Giờ đang cân này thôi nhưng mà nữa để lao. Anh buộc vào kia mà. Nó mềm đi. Nó ngấm lắm rồi. Cảnh không đâm được. Thôi chi gì rồi. Bắt cho ta nhà mày ấy cho ấy. Quá. Quá. Chỉ biết là nói quá chứ còn chưa biết sao giờ đấy. Quật linh tinh đó. Ba mét anh em nhé. Phúc vẫn thả dây như của anh Sinh à? Thôi, dèo này thế này. Càng cái gió lên to. Đất nào được? Cái của anh Sinh to à nhỉ? 36 ơi. 36. Lên lì không? Nếu mà chỉ cần đấu thêm giữa khoảng 40 phân. Đấu thêm giữa 50 phân nữa lại thành được 40 mét. Là vẫn khung đấy, ok. Vẫn khung này à? Không, khung của cháu khung khung. Ừ, vẫn như khung này thôi. Nhưng mà của cháu là thủy tinh. Đỡ phải gót nhỉ, mà đeo nó chặt nhỉ. Đây, cứ thế là buộc vào thôi. Không đều lắm, nói chung là đầu cánh thì nó vẫn hơi lệch một tí. Nó không được đều. Nó không được đều như các bon. Nó không đều như các bon. Nan thủy tinh thì đầu nó không đều bằng các bon. Mình phải chọn, nó chọn được nan đều thì nó đều hơn. Chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Đéo nào lên chẳng phải cong. Cong quá. Cong quá là quá đéo rồi. Bây giờ mình cứ chạy từ sang bên kia này. Chạy về chiều thì về theo đi. Về bác chiều nó lờ đi. Về nhà hai cái cứ để nhà đéo ơi. Gió đi, gió đi ạp. Lên vào đây mà tả anh ơi. Người tao về lại chào vẫn tình cảm nữa rồi. Đéo nào đảo á. Gió mát anh em ạ, tầm giờ gió mát lắm. Anh em vào chơi đông lắm. Con này không nặng đầu.